Đã có thông báo rồi, một người ra rồi. Ôi xoài ơi, đây rồi. Hello, xin chào bạn, mình đang đây, chào mừng bạn quay video mình. Và hôm nay chúng ta đến với Anime Đi Phiên, một tựa game đang làm mưa làm gió mấy ngày hôm nay rồi. Khá là hot và mình cũng qua chơi thử rồi. Hôm nay thì mình đang có khoảng hơn 5.000 game. Hy vọng chúng ta sẽ mở được cái gì đó ngon ngon. Thường thì mình vẫn hay tích game để có thể khi nào ra những con mythical ngon thì mình sẽ mở. Nhưng đặc biệt hôm nay này, có con Grab đây. Con này thấy bảo top 1 mạnh ở đồng mythical, nó chỉ kém mỗi xít gì thôi. Và không biết là bao giờ mình mở ra đây. Trước đây thì mình đã mở một con mythical khác rồi, farm khá là ổn. Nhưng mà mình thấy anh em bảo con này xịn nhất trong đám mythical. Và không biết bao giờ mình mở ra đây. Game của mình nó không còn nhiều, mình sẽ để tự động bán. Và các bạn nào đã lên được level 7 thì các bạn có thể nhập code nhá. Code thì mình nhớ là không nhầm thì sau khi nhập hết cái số code thì các bạn có khoảng hơn 5k game thì phải. Và các bạn có thể tích và khi nào mà có những con Negan ngon hoặc những con Mythical ngon thì các bạn có thể mở ra nhá. Game mình sẽ tiếp tục mở và để chế độ tự động bán này. Ô, được một con Shiny này. Mà không biết bạn nào đã mở ra con Grab này Shiny chưa? Mình hình như trước gặp bạn nào mình chơi game này cũng khoảng 1-2 ngày rồi. Mình chưa thấy bạn nào có Epic Shiny thì thấy rồi. Nhưng mà chưa thấy bạn nào có Mythical mới Shiny cả. Trong đám bạn bè cùng chơi mình chưa thấy có, mình nghĩ tỷ lệ ra khá thấp. Và tiếp tục mình sẽ vẫn mua thêm 10 lần về để tự động bán. Game thì không còn nhiều nữa rồi. Và hiện tại mình mới mở khoảng hơn 60 lần thôi, không biết có ra được mythical hay không. Còn lại được con shiny nữa đây. Với nhân vật này thì các bạn có thể mặc trang phục của nhân vật luôn và cầm theo kiếm luôn nhá. Bạn nào có thì các bạn có thể trang bị luôn được, thay đổi avatar luôn các bạn. Đã có thông báo rồi, một người ra rồi. Ôi xoài ơi, đây rồi. Cậu được ước thấy ra rồi. Mình khá là may mắn thì hôm nay đã được một con sai à quên được sai đi được con Grab Mythical rồi. Ôi rồi, một trong những con mạnh nhất của Mythical đây. Mình nghĩ là thấy xếp hạng thì thấy nó là top 1 của Mythical rồi. Không biết đam điếc thế nào đây. Và mình mở lần thứ 79. Khá là may mắn thì ra con này rồi. Con này thì mình săn khá là lâu rồi nhưng hôm nay có rồi. Chờ đợi mấy năm nay cũng không bỏ công các bạn ạ. Hiện tại đam có 208 thôi, mình sẽ nâng level lên trước. Mà không hiểu sao bản dịch này, dịch con này là cá chép này. Không biết là tên gốc tiếng Anh là gì nhưng mà dịch sang đây thành cá chép. Không hiểu là bản dịch sai hay là cố tình để tên như vậy đây. Ok, lên level 30 rồi. Hiện tại đang là 704 và dòng mình chỉ số khá là thấp rồi. Mình sẽ đi zone xem là được cái dòng nào ngon không. Mục tiêu chúng ta vẫn đặt ra là ít nhất được một dòng S. Sợi xích để khóa cái dòng thì mình không có các bạn. Hiện tại mình đã đi challenge mấy lần mà chưa được. Với 7 lần xúc sắc thì không biết được cái gì không đây. Bắt đầu tiên đi xem nào. Hy vọng chúng ta được hai cái A là mình sẽ giữ lại đấy các bạn ạ. Tạm thời giữ lại đã. Nhưng đáng tiếc có một cái là ADD. Sợi xích thì không có. Thôi tiếp tục luôn đi. Được một cái S nào đấy mình giữ lại. Nhưng mà không ạ. Toàn C mới D ạ. Đây AB đây. Được hai cái này. Nhưng cái tầm đánh A thì không quan trọng lắm các bạn. Đây, vẫn là A thôi. Còn cái xúc sắc cuối cùng. Và chúng ta lại còn đàm lại còn thấp hơn ngày lúc đầu nữa các bạn ơi. Thôi không sao, cái này chắc chắn là do tỷ lệ chúng ta phải zone khá nhiều lần rồi. Rất hiếm bạn zone phát ra S này. Rồi chúng ta qua cho thuộc tính xem nào. Hiện tại mình đang ở tốc độ 3 này. Với 4 lần thì tức là mình có 8 lượt zone ở đây. Vẫn là tốc độ thôi. Tiếp tục xem nào. Đây. Được cái tăng. Cái này sẽ tăng phạm vi. Tăng cái tầm đánh lên các bạn ạ. Chúng ta cùng xem này. Với tỷ lệ nó ra có 2,5%. Và tăng phạm vi đánh lên 25% này. Kể ra cái này ngon. Nhưng mình nghĩ là con này không biết nó cần thiết hay không. Mình nghĩ chắc không cần thiết là mình sẽ để tạm nhá. Ok, đi qua đây thử chế tạo xem được cái gì không. Riêng trong Grab này cứ phải làm cái mũ. Đây rồi. Chắc là mình còn thiếu khá nhiều sao. Ôi dồi, thiếu rất nhiều ạ. Thiếu khá nhiều các bạn. Cái này chắc chắn là mình chịu khó đi trainer thôi. Tỷ lệ ra cái sao 7 màu kia hơi hiếm. Hiện tại mình chưa được cái nào. Ok giờ thì các bạn nào mà có con shiny các bạn muốn trang phục thì các bạn cứ kích vào nhá. Đây, nhưng hiện tại mình đang mặc luôn trang phục của con Shiny này. À, con Shiny này rồi. Đấy, nhìn nó ra gì phết này. Nếu các bạn không thích chúng ta có thể thay ra.
Nào, chúng ta cùng đi test thử con Glass này. Tiện thể mình sẽ đánh mở map luôn nào. Con này mà zone 3 dòng S thì cực kỳ mạnh. Không biết là bạn nào zone được 3 dòng S chưa? Chắc khá là bạ. Mình đã xem review mấy lần về cái con này rồi. Thấy bao chỉ kém xít gì thôi. Nếu được lên side đi và 3 dòng S mà zone ra cái thuộc tính mà không ở mục 0.1% thì quá bá đạo. Ra đánh ở các map này khá là dễ thôi. Nếu chúng ta đi một mình thì solo cũng khá là ổn. Khó thì chắc là nếu bạn nào mới đầu đánh thì đánh chế độ khó thì chưa có mythical, đánh chế độ khó thì chắc là khó qua. Đánh chế độ dễ cũng được các bạn. Farm max map để chúng ta đi trainer cho tiện. Hiện tại ba con farm này của mình thì mình chưa mở được con farm Negan nữa. Dùng tạm với con Epic này vậy. Ok, đặt luôn Grab xem nào. Ngồi đam tăng toàn gấp đôi thôi với cái đầu tiên này. Đam tăng nhiều phết đây. Đây, anh cầm đại bác đúng như trong phim ạ. Cầm đại bác ném ạ. Tiếp tục là nâng cấp thôi nào. Nâng tiếp theo. Đam to phết các bạn ạ. Các bạn thấy cái tăng phạm vi đánh nó có hiệu ứng à? Bạn nhìn thấy chớp chớp trên mắt này. Và hai dòng hiệu ứng nhá. Đấy. Nháy nháy mắt này. Chẳng mày biến thành thành tiên nữa. Ok, đam hiện tại là sắp lên đam khoảng hơn 5.000 gì đấy rồi. Mình sẽ nâng mắc con Grab này xem được không. Khả năng là không được các bạn ạ. Chỉ có 15 way thôi thì khó có thể mắc được. Mắc never thì không biết là đam bao nhiêu. Ok, cấp 7 rồi. Và đam là 7 cấp 8 các bạn. Và chúng ta chỉ còn khoảng 2 way nữa thôi là sẽ kết thúc. Này chắc chỉ tăng được 2 never thôi các bạn ạ. Hiện tại đang cầm quả đại bác khá là to để ném rồi. Ừ, con này mà đép thì khá là ngon đấy các bạn ạ. Này mà mắc chỉ số như mắc rôn thì khá là xịn. Ok, xong ngôi 13 rồi. Mình sẽ nâng tiếp một never nữa đi. Level 8 rồi. Đam là hơn 9.000 rồi. Chỉ còn môi 14 và 15 nữa thôi các bạn ạ. Chắc là đủ một level nữa. Ok, nâng tiếp một level rồi. Đam là 11k rồi. Và thay vì cầm quả đại bác ném thì bây giờ mình đã dùng xích rồi. Ok, mình được biết ở dạng khác thì thay vì dùng xích thì chúng ta chiều cuối chúng ta sẽ là dùng nao lên và nhảy xuống rậm dưới đất. Ngoài ui nực phết này. Ok, như vậy xong cái quay rồi mình đã test thử con Grab này rồi, nó khá là ổn á. Rồi, đang kiếm được ít pha đi tím đây. Mình sẽ thử dồn tiếp với thuộc tính xem nào. Mình sẽ bỏ cái tầm đánh đi các bạn ạ. Mình thấy nó không lợi hại lắm. Bởi vì đâu bất ngờ chúng ta vào cái dòng toàn năng mà 0.1% thì ngon. Đây, cái dòng cuối cùng này. Bạn nào mà Grab này mà zone này thì chắc chỉ thua mỗi xít dịt thôi. Mình chưa biết con xít dịt nó mạnh cỡ nào, không biết bao giờ chúng ta mới có đây. Rồi, tiếp tục quay trở lại với Grab này. Tiếp tục zone thôi. Không ổn rồi các bạn ạ. À. Đam tụt đi. Quan trọng hai này, cái này thì sẽ tăng tỷ lệ crit ạ. À. Ok thôi. Còn lượt zone nữa mình zone tiếp các bạn ạ. Chúng ta phải chịu trưng cầu những cái mạnh nhất đấy. Zone tiếp cái cuối cùng xem nào. Ok, còn cái nịt rồi. Ok, và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video mình nha. Các bạn giúp mình like, subscribe, đặc biệt nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo mình. Xin chào, tạm biệt bạn. Bye bye.